Xin anh ơi, kính chào quý vị khán giả. Mình muốn chia sẻ với anh em một cái niềm vui rất là lớn. Đó là cây 300S này mình gửi về một vị cha ở một nhà thờ của tỉnh Sóc Trăng ha. Anh ơi biết tại sao mà mình vui không? Tại vì người cha này đã gắn bó với mình rất là nhiều cây đàn rồi. Và thật sự là gắn bó với mình từ thời là cha mới là thầy thôi, mới là dấn thân vào thiên chức thôi anh em ha. Nhưng mà bây giờ thì tới ngày hôm nay khi mà vị thầy đó liên hệ với mình đặt đàn thì thầy chia sẻ niềm vui là thầy đã lên chức cha rồi, và thầy đang cha đang lo cho một nhà thờ rất là lớn. Đó là điều thật là tuyệt vời. Cảm ơn cha, cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành cùng kênh ha. Mà mình rất vui khi cuộc sống chúng ta thành công và chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau. Cũng như cũ ha, cha tin tưởng mình tuyệt đối luôn, chuyển khoản trước 100% số tiền cái đàn. Vì vậy mình có tặng cho cha một cái bao đàn nè. Thật ra không, chuyển khoản trước mình cũng tặng nữa, tại vì khách quen rồi. Nhưng mà cha quen rồi, cha kêu để cha chuyển trước một cái chân đàn luôn luôn kèm với đàn ha. Và phí ship từ đây đến Sóc Trăng là tầm 170-180, mình sẽ trả trước cho cha luôn ha. Và bây giờ mình sẽ đọc xong cái đàn 300S này nha. Như anh em thấy đó, thì cái đàn 300S được đóng gói trong thùng rất là chắc ha, được bố trí những cục xốp để bảo vệ đàn. Bên cạnh đó thì có cả cái bao này để tránh trường hợp ẩm thấp luôn, thành ra anh em yên tâm nha. Giả sử anh em có ở ngoài biển mình có ship cốt ví dụ vậy thì anh em cũng không có lo. Và đặc biệt là khi mà mình và học trò mình test xong đàn á, thì mình sẽ đóng gói một cách kỹ hơn nữa. Mình sẽ trang bị thêm những cái miếng bong bóng kia nè để không cho cái đàn bị rung lắc luôn anh em ha. Rồi, đàn thì rất là đẹp, anh em thấy là nó rất là đẹp luôn đó. Anh em mua đàn bên mình thì anh em yên tâm nha, nó sẽ không phát sinh nhiều. Nếu mà anh em ship code thì anh em chỉ có tốn thêm tiền ship thôi, còn nếu anh em tin tưởng mình chuyển khoản trước hoặc đặt cọc anh em khỏi sắm gì luôn. Chân đàn có rồi, bao đàn có rồi, và trong cái đàn nó có luôn cục nguồn anh em nè. Đó, anh em có xài cục nguồn ha để cắm điện. Rồi, nó có luôn cho anh em cái giá nhạc đó, để anh em có thể để điện thoại ha, anh em để sách nhạc vân vân. Nó có cái phiếu đúng không? Cái hướng dẫn sử dụng anh em ha. Và đàn này thì được bảo hành tất cả là 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Đặc biệt bên hãng Omisic có chương trình là hỗ trợ sửa chữa sau thời gian bảo hành. Sau thời gian bảo hành, lỡ mà anh em có làm hư màn hình thì mình sẽ gửi màn hình cho anh em thay ha, với mức giá rất là nhẹ nhàng thôi. Và bây giờ mình cùng tách đàn nha. Rồi anh em nhìn vô đây ha, nó sẽ có bốn cái cổng chính ha. Và mình sẽ cắm nguồn ở đây. Đó, 12V là cái nguồn điện gia đình đó. Giả sử anh em đi những chỗ không có điện thì anh em cũng đừng có lo ha. Ở dưới đây anh em sẽ thấy nó có một cái chỗ cắm pin này, 6 cục pin ha. 6 viên pin tiểu thì anh em cắm vô anh em có thể chơi được mấy tiếng đồng hồ đó. 6 viên pin tiểu mua tầm 10.000 thôi. Rồi bên cạnh cái lỗ này thì anh em sẽ thấy thêm ba cái cổng này ha. Đây là cổng phone. Cổng phone có nghĩa là anh em cắm cái tai nghe vào đây để anh em có thể nghe nhạc mà không bị ảnh hưởng người khác ha. Anh em đàn không bị ảnh hưởng người khác. Hoặc là anh em có thể đưa âm thanh từ đàn ra dàn loa lớn nếu anh em đi chơi đám hoặc là anh em chơi sinh nhật gì đó. Xuất tần là cái cổng để anh em kết nối beta để anh em có thể chơi piano ha. Còn USB là cái cổng để anh em kết nối với điện thoại, với laptop, với PC máy tính để anh em có thể tự học nhạc thông qua app hoặc là sản xuất âm nhạc. Và bây giờ mình sẽ mở đàn lên và test sơ cái đàn này coi nha. Nếu cái đàn này không ổn thì mình sẽ đổi cái mới cho cha. Tất cả các phím đều rất là tốt anh em ha. Nhẹ nè, mạnh nè, anh em thấy nó nhẹ không? Nhẹ ơi là nhẹ là không kêu luôn nè. Đó, mạnh kêu to nè, nhẹ vừa nè. Đó, rất là đỉnh luôn. Cho mà như những cái đàn mà cái độ tút sensitivity nó, cái độ cảm được phím nó thấp á, thì anh em bấm nhẹ ơi là nhẹ là nó vẫn kêu tưng ha. Còn cái này rất là nhạy nè, đánh nhẹ ơi là nhẹ khỏi kêu luôn cũng được nữa. Đó, rất là đã luôn anh em ha. Phím cũng rất là đẹp. Rồi, mình sẽ nói những cái đặc điểm rất là nổi bật trên 300S
tại sao mà rất nhiều anh em thích K35S, đặc biệt là những anh em mà tự học đàn nha. Thứ nhất đó là đẹp, thứ hai đó là giá mềm, chỉ có 5,5 triệu, thứ ba đó là dễ sử dụng ha. Anh em thấy không, bố trí nè, điệu nè, theo từng cụm nè, tiếng theo từng cụm, rất là dễ sử dụng. Tiếp theo là gì, đó là sampler 2 lớp, dù chỉ có mức giá là 5,5 triệu nhưng mà nó có sampler 2 lớp anh em nha. Đó, sampler là những cái dữ liệu Việt Nam để anh em có thể chơi được những bài Việt Nam. Rồi mình ví dụ như là tiếng lít xén nè, để chơi cải lương nè. Ở đây thì có band rung nè, đây có tiếng rung nè, phá tiếng nè. Đó, rồi tiếng guitar hải ngoại nè, tiếng đàn bầu nè. 2 lớp là gì? 2 lớp là khi anh em đàn nhẹ nè, nó sẽ có một kiểu đàn mạnh nè, nó sẽ có một kiểu khác. À, ví dụ đàn tranh là đánh nhẹ nè, đánh mạnh nè. Đó, đó là 2 lớp anh em, rất là lợi hại ha. Ví dụ bây giờ mình đang chơi, mình đàn nè, nó sẽ làm cho bài nhạc của anh em trở nên thật hơn rất là nhiều, rất là hay anh em ha. Rồi, bên cạnh bộ sampler 2 lớp thì nó còn có tới 25 điệu ngoài, 25 điệu mở rộng, 25 điệu để giúp anh em chơi những cái bài nhạc Việt Nam ha. Nếu anh em chỉ lấy điệu trong đàn thì có những bài anh em không thể nào chơi được. Những bài mang tính chất là âm hưởng dân ca nè, những bài mang tính chất là bolero nè, anh em chịu luôn. Còn 300S thì nó trang bị cho anh em 25 điệu đó ha. Mình ví dụ nha, điệu van pro, có thể thấy được. Cha cha của đàn khác lắm, cha cha nước ngoài nó khác lắm, còn cha cha của Việt Nam nè, đó, nó khác không, nghe là muốn hát nhạc chế rồi đó. Rồi tít có thể đông đàn, có basso, có thể có điệu Khmer luôn, đàn chỉ có điệu Khmer đó. Hành khúc nè, cái điệu basso hoặc là điệu mass của đàn không hay bằng điệu mở rộng anh em đó. Xa habanera nè, đó, làm gì mà đàn mà điệu không có sampler chơi được cái này. Cha cha ASEAN rồi, bolero nè anh em, đó, nó khác lắm, anh em nghe nha, nghe rất đã. Anh em nha. Rồi rumba nè, rồi cha cha cha, rồi điệu và những cái điệu nhạc sàn. Đó, anh em thấy cái điệu nó hay, nó chất và nó gần gũi với những cái dòng nhạc mà anh em thường nghe ở Việt Nam hơn ha. Chẳng hạn như design này nó sẽ gần gũi với những cái bạn nghe TikTok nhiều hơn. Đó, chứ không phải là như những cái điệu trong đàn mà không có sampler đó, không có mở rộng thì nó chỉ y chang những cái nhạc mà gọi là anh em chơi nhạc thiếu nhi, anh em chơi nhạc Lê Vũ thôi, chứ không mở rộng được ha. Đó là cái điểm đặc biệt tiếp theo của K35S. Rồi, giống như hồi nãy mình có xử lý đó, anh em để ý là mình dằn nè. Đây là chức năng Swing Stop, là một chức năng giúp cho anh em thả tay ra ha, thả tay trái ra, nó sẽ mất nhạc, nó sẽ giúp anh em chơi được những bài dằn ha. Ví dụ như là nó sẽ dằn, nó sẽ hay hơn. Và nếu ca sĩ hát sai nhịp thì anh em cũng nhớ được ha. Đó là một cái tính năng rất đặc biệt của K300S. Ngoài single top lại tiếp tục một chức năng mà K300S có, còn những cái đàn khác sẽ không có trong dàn giá này, đó là chức năng Freezy, là chức năng khóa band tiếng. Có nghĩa là anh em bình thường xài một cái đàn thường ha, thì anh em phải lưu tiếng đàn tranh của rumba, một tiếng đàn tranh khác của cha cha cha, một tiếng đàn tranh khác của ballad, ví dụ vậy. Có nghĩa là 3 tiếng đàn tranh, 3 điệu để anh em sử dụng điệu này điệu kia, anh em đều có tiếng đàn tranh chơi. Nó rất là cực anh em ha, tại vì biết bao nhiêu bài, biết bao nhiêu tiếng, biết bao nhiêu điệu. Còn khi có Freezy thì khác ha, anh em lưu tiếng đàn tranh là xong. Anh em muốn thêm tiếng đàn bầu thì lưu đàn bầu là xong. Sau đó anh em mở Freezy lên ha, màn hình xuất hiện chữ Freezy. Thì lúc này, đó anh em nha, bấm chữ này, Shift nè, với lại Freezy nè, đó màn hình xuất hiện chữ Freezy. Thì anh em
chuyển tiếng nó sẽ không bị nhảy lung tung ha. Điều, tiếng đàn tranh anh em chuyển điệu gì vẫn là tiếng đàn tranh, chứ không phải như hồi nãy là tiếng đàn tranh của này, tiếng đàn tranh của kia ha, chuyển nó sẽ bay lung tung. Đó là rất là hay anh em ha. Rồi bên cạnh đó thì anh em thấy cái bộ bên tiếng cũng rất là khủng này. Anh em có thấy cái đàn nào 5 triệu rưỡi mà có tới 8 bên tiếng không? Đó, mà mỗi bên thì có tới 4 track luôn, tha hồ mà lưu anh em ha. Nếu anh em không biết lưu điệu, không biết lưu tiếng thì anh em có thể sử dụng chức năng O.T.S giống như mình ha. Bấm một cái thì có sẵn tiếng luôn. Đó, không có công chỉnh. Ok anh em, đó là những cái gì mà mình thấy rất là nổi bật, rất là ăn tiền, rất là hời mà anh em chơi đàn đang cần, đang đánh giá K300S. Anh em thấy hài lòng K300S, anh em có cảm tình với kênh của mình thì anh em có thể liên hệ với mình theo hai số điện thoại trên màn hình nha. Thì mình sẽ cung cấp cái đàn này đến tận nơi cho anh em. Anh em có hai cách lựa chọn ha. Một là anh em ship code, có nghĩa là nhận đàn, kiểm tra đàn rồi mới thanh toán toàn bộ tiền đàn cộng với tiền ship, bên mình sẽ tặng cho anh em cái chân đàn. Cách thứ hai đó là anh em mến mình, anh em có cảm giác tin tưởng được mình, anh em sẽ đặt cọc cho mình ha. Hoặc là anh em chuyển khoản hết cũng được. Thì mình cũng như vậy ha. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình sẽ tặng thêm cho anh em cái bao đàn, mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Cái bao đàn này là có mức giá đang dao động trên thị trường là 200.000 cho đến 250.000, tiền ship cũng khoảng dừng gần 200.000, thì món quà của anh em khoảng 400 đến 500.000. Cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn một vị cha đã rất là tin tưởng bên mình từ thời trước tới thời đây. Một lần nữa chúc cha những điều tốt đẹp nhất. Và Hải Âu cũng như Kim Yến bây giờ sẽ kết thúc video ở đây để gói đàn lại. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.